Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho anh chị cách tra cứu mã số thuế cá nhân hàng loạt thay vì bình thường các anh chị phải tra cứu thủ công từng mã số một, rất là mất thời gian. Để tra cứu được mã số thuế cá nhân hàng loạt nhanh và chính xác nhất thì anh chị sử dụng tiện ích tra cứu mã số thuế cá nhân hàng loạt của Kế toán Việt Hưng. Để tra cứu được mã số thuế cá nhân hàng loạt nhanh và chính xác nhất thì anh chị sử dụng tiện ích tra cứu mã số thuế cá nhân hàng loạt của Kế toán Việt Hưng. Để sử dụng được tiện ích tra cứu này, anh chị liên hệ đến hotline 0988 680 223 để được hỗ trợ. Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu, anh chị truy cập vào website quản trị.ketoanviethung.vn, điền địa chỉ email, mật khẩu và nhấn vào đăng nhập. Kế toán Việt Hưng tích hợp tra cứu mã số thuế cá nhân vào trong phần hóa đơn điện tử, do đó anh chị tích vào hóa đơn điện tử chọn tra cứu mã số thuế cá nhân. Mục hóa đơn điện tử này thì giúp cho anh chị tra cứu và tải về chi tiết nội dung của hóa đơn đầu ra và đầu vào, giúp cho kế toán nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm kế toán được nhanh và chính xác. Còn tại mục tra cứu mã số thuế cá nhân, giúp cho anh chị tra cứu mã số thuế cá nhân hàng loạt, sử dụng cho mục đích quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Anh chị chọn tra cứu mã số thuế cá nhân. Nếu như anh chị tra cứu bằng một số căn cước công dân hoặc một số chứng minh thư nhân dân thì anh chị cũng vẫn tra cứu được bằng cách anh chị copy chứng minh thư hoặc căn cước công dân của một cá nhân cần tra cứu vào ô tra cứu này, sau đó nhấn vào chữ tra cứu. Phần mềm cập nhật lên số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân của nhân viên và cập nhật luôn mã số thuế. Để check lại xem phần mềm tra cứu của Kế toán Việt Hưng tra cứu có đúng hay không. Tại đây anh chị thấy mã số thuế của Đào Công Đức được tra cứu bằng đúng với mã số thuế Kế toán Việt Hưng tra cứu. Như vậy là độ chính xác tuyệt đối. Còn nếu muốn tra cứu nhiều mã số thuế thì anh chị copy một loạt căn cước công dân hoặc là chứng minh thư nhân dân của nhân viên cần tra cứu mã số thuế. Anh chị dán vào phần nhập ô căn cước công dân mã số thuế này, sau đó nhấn vào tra cứu. Lúc này phần mềm tải xuống cho anh chị tất cả các mã số thuế của nhân viên mà anh chị vừa copy số chứng minh thư, căn cước công dân vào ô tra cứu để tra cứu. Ở đây có 30 dữ liệu của nhân viên được tra cứu một loạt. Để xuất khẩu file mã số thuế cá nhân vừa được tra cứu, anh chị chọn vào xuất khẩu để tải xuống file tra cứu. Tại đây anh chị copy số căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân và mã số thuế, thông tin của người nộp thuế vào file quyết toán thuế thu nhập cá nhân để anh chị làm báo cáo quyết toán cuối năm. Muốn quay lại lịch sử tra cứu, anh chị chọn lịch sử tra cứu. Và tất cả những nhân viên mà anh chị đã tra cứu từ trước sẽ không bị mất dữ liệu, được phần mềm lưu lại để sau này nếu như anh chị muốn xem lại dữ liệu thì anh chị có thể xem lại. Và khi anh chị muốn tra cứu tiếp mã số thuế hàng loạt của các nhân viên khác, anh chị lại nhấn vào quay lại tra cứu. Mỗi một dãy này thì anh chị nên copy là 100 số căn cước công dân hoặc là chứng minh thư nhân dân, sau đó nhấn tra cứu để phần mềm load được nhanh hơn. Muốn quay lại lịch sử tra cứu, anh chị lại nhấn vào lịch sử tra cứu. Như vậy, Kế toán Việt Hưng vừa hướng dẫn cho anh chị cách tra cứu mã số thuế cá nhân hàng loạt trên phần mềm tra cứu mã số thuế cá nhân của Kế toán Việt Hưng. Để được hỗ trợ nhanh và kịp thời thì anh chị liên hệ đến hotline 0988 680 223. Kế toán Việt Hưng sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho các anh chị. Chúc các anh chị hoàn thiện báo cáo tài chính nhanh và chính xác nhất.